Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lâm Bình Hội nhập và Phát triển số tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau: lan tỏa việc học tập và làm theo Bác, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay trong đoàn viên thanh niên, Hồng Quang phát triển kinh tế từ rừng, Lâm Bình thu hút khách du lịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành, cán bộ công chức viên chức về công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư thực hiện thủ tục hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện, huyện Lâm Bình đã phát động cuộc thi cải cách hành chính đến các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, các trường học và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Trong đó, thời gian tham dự thi từ ngày 5 tháng 6 năm 2023 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của huyện. Đối tượng dự thi gồm tập thể cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền giáo dục về chương trình cải cách hành chính của huyện, hỗ trợ cán bộ công chức viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 để người dân và doanh nghiệp biết tiếp cận sử dụng. Qua đó cùng chung tay xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại, hướng đến sự hài lòng của người dân. Huyện Lâm Bình hiện có 25 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó 4 sản phẩm 4 sao, 21 sản phẩm 3 sao. Thông qua thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm đã góp phần thúc đẩy chất lượng quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với người tiêu dùng, gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất đầu tư phát triển sản phẩm chủ lực tiềm năng của địa phương. Năm 2023, huyện Lâm Bình tiếp tục tham gia đánh giá phân hạng mới 6 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, gồm thịt lợn đen Phúc Yên, mắm cá chép ruộng Xuân Lập, lạp sườn lợn đen Thượng Lâm, lạc nhân giang khô Minh Quang, rượu thảo nguyên Khuôn Hà và dệt thổ cẩm Lâm Bình. Nâng hạng sản phẩm thịt chua lợn đen Duy Vượng từ 3 sao lên 4 sao, nâng hạng sản phẩm homestay 99 ngọn núi xã Thượng Lâm từ 4 sao lên 5 sao. Tổ chức đánh giá phân hạng tại 11 sản phẩm đã đánh giá phân hạng đợt 2 năm 2020. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Lâm Bình đã có 131 hộ gia đình tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán của năm 2022. Dự án hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ dân nghèo đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần cải thiện vệ sinh nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng người, từng gia đình và xa hơn nữa là tạo điều kiện giúp bà con thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới được các cấp các ngành hết sức quan tâm. Thông qua chương trình mục tiêu quốc gia này sẽ góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, phát triển kinh tế gắn liền bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, hướng tới một xã hội phát triển bền vững. Nhằm nâng cao điều kiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, huyện Lâm Bình đã ban hành kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động năm 2023 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo kế hoạch, trong năm, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thị trấn tổ chức đào tạo nghề cho 175 người lao động với 5 lớp đào tạo, gồm 1 lớp hướng dẫn viên du lịch, 1 lớp kỹ năng chế biến món ăn, pha chế đồ uống và 3 lớp chăn nuôi gia súc gia cầm. Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo được trích từ nguồn kinh phí thực hiện tiểu dự án 3 và dự án 5, chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Đối tượng đào tạo là lao động người dân tộc thiểu số, người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc chú trọng đào tạo nghề sẽ tạo điều kiện cho lao động nâng cao chất lượng tay nghề, kỹ thuật sản xuất chăn nuôi để phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo ở địa phương. Quá trình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Lâm Bình đã xuất hiện nhiều phong trào mô hình hay, cách làm sáng tạo, qua đó đã góp phần lan tỏa việc học và làm theo Bác đến mọi tầng lớp nhân dân. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, chị Nguyễn Thị Cầu, hạt Kiểm Lâm huyện Lâm Bình là một tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài công việc chuyên môn, chị Cầu còn tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ năm 2020 đến nay, chị Cầu cùng gia đình xây dựng mô hình chăn nuôi vịt lấy trứng với số lượng 1.000 con.
bình quân một ngày thu được từ 700 đến 800 quả trứng. Tổng thu nhập bình quân 67 triệu đồng một tháng. Tạo việc làm cho 5 lao động, thu nhập bình quân đầu người đạt 8 triệu đồng một tháng. Trong công việc ấy, học theo bác là cần cù, chịu khó để thực hiện những nhiệm vụ của mình trong công tác trong cơ quan và trong gia đình. Thứ nhất là về cơ quan thì tôi là một kiểm lâm viên vào ngành từ năm 2011. Cơ quan lãnh đạo giao nhiệm vụ và tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Còn về phát triển kinh tế của gia đình tôi, thị trường nhiều nhu cầu để lấy trứng ở làng. Thì tôi là bắt phát triển thêm là 500 con và đến một thời điểm này bây giờ là 1.000 con. Điển hình như đoàn viên Quan Văn Khu, chi đoàn thôn Phiêng Luông, xã Bình An đã thành lập hợp tác xã thanh niên Bình An. Nhận thấy địa phương có nhiều lợi thế trong phát triển du lịch, anh Khu đã tập trung đầu tư xây dựng điểm check-in trên đỉnh đèo Khao Lắc. Điểm check-in đã thu hút được đông du khách đến chụp ảnh và trải nghiệm, nhờ đó đã tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Đặc biệt năm 2022, anh Khu đã tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Tuyên Quang năm 2022 và đã đạt giải nhì với dự án phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm. Câu nói của bác mà tôi tâm huyết nhất là không sợ khổ và không sợ khó. Thanh niên là không phải sợ khổ và không phải sợ khó. Nếu mà sợ khổ và sợ khó thì sẽ không thể là làm được cái điều gì cả. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Lâm Bình đã góp phần không nhỏ vào những thành tựu của địa phương trên mọi lĩnh vực. Trong đó, huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng sản phẩm OCOP. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, bộ mặt nông thôn đổi mới, tình làng nghĩa xóm ngày thêm bền chặt. Thời gian qua, huyện Lâm Bình đã làm tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, nhiều đoàn viên thanh niên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đồng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả và vươn lên thoát nghèo. Từ khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác cho vay, huyện đoàn đã tiếp nhận và triển khai cho đoàn viên thanh niên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách làm thủ tục vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế giảm nghèo. Đến nay, tổng dư nợ vốn vay thông qua huyện đoàn quản lý trên 100 tỷ đồng, thông qua 53 tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 1.900 hộ vay. Để quản lý nguồn vốn vay ủy thác sử dụng đúng mục đích hiệu quả, huyện đoàn thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ đạo quản lý chặt chẽ số hộ vay, đối tượng và mục đích sử dụng nguồn vốn vay. Việc cho vay ủy thác đã đáp ứng một phần nhu cầu về vốn của nhiều đoàn viên đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Những trường hợp được vay vốn ủy thác đều xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương. Thực hiện cái chương trình đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp thì trong thời gian qua đoàn xã cũng đã đề xuất phối hợp giải ngân vốn vay cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Trong đó là đối với đoàn xã đã thực hiện là thành lập mới một hợp tác xã thanh niên trong phát triển kinh tế. Phát triển du lịch và chăn nuôi và cùng với đó là duy trì và nhân rộng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế thì qua được vay vốn các nguồn vốn của trung ương đoàn và các nguồn vốn tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế thì thanh niên đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả kinh tế cao. Để phát huy được hiệu quả vốn vay ủy thác, hàng năm huyện đoàn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể của huyện và các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và mở các lớp tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức về công tác ủy thác cho cán bộ tổ chức đoàn hội, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Ngoài ra, huyện đoàn còn tổ chức cho các cơ sở hội đi tham quan, học tập những mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong và ngoài huyện, học hỏi kinh nghiệm của những hội viên tiêu biểu về nghị lực vượt khó, những cách làm sáng tạo. Qua đó giúp hội viên tiếp cận những tiến bộ khoa học, kinh nghiệm quản lý kinh tế, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, từ đó vận dụng phù hợp vào từng mô hình phát triển kinh tế. Trong thời gian vừa qua thì đối với tổ chức đoàn thanh niên thì cái việc ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã được các cấp rất là quan tâm tạo điều kiện. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên hướng dẫn định hướng trong việc khởi nghiệp, đặc biệt là trong cái lĩnh vực phát triển du lịch. Hiện nay thì chúng tôi có hợp tác xã thanh niên Thượng Lâm, thì hiện nay thì mới thành lập thành hợp tác xã thanh niên Bình An và thanh niên nữ Sợ Hà, thì cái việc phát huy các nguồn vốn rất là quan trọng và trong cái việc định hướng thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành và Ngân hàng Chính sách Xã hội trong cái việc khảo sát
định hướng các bạn đoàn viên thanh niên trong việc sử dụng vốn vay hợp lý và hiệu quả. Tiếp tục tập trung củng cố xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tăng cường tập huấn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ nhận ủy thác các cấp, phát huy hiệu quả vốn vay ủy thác cho đoàn viên thanh niên giảm nghèo bền vững, phát huy vai trò của tuổi trẻ, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phát triển kinh tế từ nông nghiệp, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế rừng, được xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình chú trọng thực hiện. Những năm qua, trồng rừng gắn với sản xuất chế biến gỗ đã giúp cho nhiều hộ dân phát triển kinh tế thoát nghèo, nâng cao thu nhập. Phát triển kinh tế từ rừng được gia đình anh Ma Đình Trọng, thôn Bản Tha, xã Hồng Quang lựa chọn từ nhiều năm nay. Từ kinh tế rừng, đời sống của gia đình anh được nâng lên nhiều. Để tạo điều kiện cho người dân trồng rừng, vài năm trở lại đây, anh Trọng đã phát triển làm cây giống để cung ứng cho bà con nhân dân. 6-7 năm về trước tôi có trồng, để mà thu nhập thì tính ra mỗi ha bình quân thì 70 triệu đến 120 triệu mỗi ha. Mỗi năm thì thu nhập được khoảng 100 đến 120 triệu. Tương tự như gia đình anh Trọng, nhiều hộ dân trong xã Hồng Quang đã vươn lên thành hộ khá giả nhờ trồng rừng. Ngoài các cây trồng chính như keo, mỡ, người dân cũng phát triển nhiều loại cây trồng khác như quế, sơn. Diện tích rừng được nhân rộng, nhiều cơ sở thu mua chế biến lâm sản cũng phát triển. Việc tiêu thụ gỗ rừng trồng thuận lợi, người dân yên tâm phát triển rừng bền vững. Kinh tế từ rừng, chế biến lâm sản đã có phần tạo việc làm thường xuyên cho người lao động địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân trong xã. Diện tích rừng được duy trì và mở rộng, người dân chuyển đổi đất đồi, sản xuất kém hiệu quả, sang trồng rừng mang lại lợi ích lâu dài. Đến huyện Lâm Bình, một trong những điều thú vị độc đáo mà người dân ở đây muốn giới thiệu với du khách là ẩm thực. Ở Lâm Bình, du khách hoàn toàn có thể quên những món ăn đồng bằng để chìm đắm vào hương vị đặc biệt của những sản vật rừng núi ở đây. Hiện nay, các homestay trên địa bàn huyện Lâm Bình không chỉ chú trọng về số lượng mà tập trung vào chất lượng. Cùng với việc chỉnh trang nhà cửa, việc khai thác ẩm thực vùng miền cũng được chú trọng thực hiện. Mùa nào thức ấy, các món ăn đều được làm và chế biến từ nông sản sạch của địa phương. Bản sắc dân tộc của quê hương mình chỉ muốn cho du khách thưởng thức để nhớ lại những cái bản sắc dân tộc của các cụ ngày xưa và được bảo tồn những cái giá trị văn hóa đó. Khi khách đến thì hôm Tây mình lúc nào cũng có phục vụ du khách rất là chu đáo. Ẩm thực Lâm Bình với đặc sản truyền thống của người Tây, người Sao như cơm lam, thịt lợn muối chua, thịt cáp bếp, chè khao mút, rượu thóc, bánh trứng kiến gắn với văn hóa tộc người. Nét văn hóa về ẩm thực này đã tạo nên sức hấp dẫn riêng đối với du khách khi đến với Lâm Bình. Các loại bánh rồi được quảng bá cho tất cả các du khách ở trong nước, mà không những ở trong nước mà cả nước ngoài đến để thưởng thức và sẽ có nhiều cái để ấn tượng về Lâm Bình mình hơn ạ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 2 đề ra chỉ tiêu thu hút trên 161.000 lượt khách du lịch mỗi năm. Để đạt được chỉ tiêu trên, Đảng bộ huyện đã xác định phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Để thực hiện được mục tiêu này, các ngành chức năng, các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục tập trung tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện lập quy hoạch đề án kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lâm Bình hội nhập và phát triển số tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.